cũng tự miếng ăn, dư luận lại chùng lòng xót xa trước hình ảnh bữa ăn bán trú với món mì trộn cơm tại một trường phổ thông dân tộc bán trú ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Theo nội dung bài viết, trong bữa ăn sáng, trên bảng thực đơn và công khai tài chính ghi rõ chế độ ăn sáng là mỗi em học sinh một gói mì và một trứng. Thế nhưng có lẽ đấy chỉ là lý thuyết, còn thực tế, hình ảnh lại cho thấy mỗi mâm có 11 trẻ, nhưng lại phải tranh nhau hai gói mì nấu loãng chan cơm. Ngoài ra, thực đơn liên quan đến thịt, giò, rau xanh cũng được cho là có, nhưng bất thường. Những ngày qua, báo chí phản ánh về việc tổ chức bữa ăn cho học sinh bán trú tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1, Bắc Hà, Lào Cai có dấu hiệu bất thường về khẩu phần, chất lượng. Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản đề nghị tỉnh Lào Cai tăng cường chỉ đạo, quản lý việc thực hiện đầy đủ chính sách về giáo dục dân tộc, nhất là quan tâm chính sách đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và trường phổ thông ở xã thôn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Bộ cũng đề nghị tỉnh chỉ đạo xác minh, làm rõ những nội dung phản ánh của báo chí về tổ chức bữa ăn cho học sinh tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1, đồng thời xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm. Trước đó, tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của huyện Bắc Hà, ông Trần Ngọc Hà, hiệu trưởng trường, thừa nhận thông tin phản ánh của báo chí là có căn cứ. Sau đó, huyện ra quyết định tạm đình chỉ ông Hà 15 ngày, kể từ ngày 17 tháng 12, để phục vụ công tác xác minh, điều tra. Mức hỗ trợ tiền ăn đối với học sinh bán trú đang học tại trường phổ thông dân tộc bán trú được quy định tại Nghị định 116 năm 2016 của Chính phủ. Mỗi học sinh bán trú được trợ cấp 720.000 đồng tiền ăn cùng 15 kg gạo mỗi tháng. Với số tiền này, dĩ nhiên là không thể ăn ngon theo kiểu sơn hào hải vị. Nhưng mà để học sinh phải ăn theo kiểu 11 đứa trẻ tranh nhau hai gói mì tôm nấu loãng chan với cơm thì không thể nào chấp nhận được. Thực tế, thời gian qua, chuyện khẩu phần ăn của con em tại một số trường học teo tóp khiến dư luận bức xúc. Nhiều suất ăn mà gia đình phải đóng từ 32.000 cho đến 35.000 đồng. Nhưng nhìn thì có thể ước đoán giá trị chỉ từ 15 cho đến 20.000 đồng là cùng. Đây là chưa nói đến vấn đề an toàn thực phẩm. Còn về chất lượng, gần nhất là sự việc xảy ra tại trường tiểu học Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Khi phụ huynh phát hiện thịt gà chuyển màu đen, có mùi ôi thiêu tại công ty cung cấp suất ăn cho trường học. Ngay sau đó, ngành giáo dục vào cuộc giám sát bữa ăn học đường. Trong đó có nội dung yêu cầu các trường gửi hình ảnh bữa ăn bán trú của học sinh hàng ngày để theo dõi giám sát. Chuyện ăn cắp miếng ăn dường như đang xảy ra ở nhiều nơi, ngay cả những địa điểm được xem là an toàn đáng tin. Từ cửa hàng buffet, thức ăn tự chọn cho đến trường học, làm đảo lộn đổ vỡ các giá trị căn bản nhất của con người. Đây là các giá trị về niềm tin, về sự trung thực và lòng tự trọng.